đi qua cây bonsai anh lại gặp vườn lan tai châu kinh khủng khiếp. Những cột lan tai châu này, thấy bác chủ bảo là giá tầm từ 20 triệu trở lên một cột. Đấy, mới nhập về này. Đống giấy báo mọc đang mới gỡ ra này. Thì thích quá và quay vườn lan tai châu rất cực kỳ. Những cột tầm 2 mét, trên 2 mét, rất là kinh khủng. Đấy. Rất là to. Đây, tên là cửa hàng Vườn Lan Tân Phong. Điện thoại chè mất. Ví dụ một cái cột giá rẻ đây, này trong tầm 20 triệu. Cái gỗ này là gỗ gì? Đây, đang thu dọn rác này. Đẹp thật. Chưa thấy nhà ai có vườn như này. Anh nên nhớ là đây là nhất cái chợ này, nhất cái khu vực Hà Nội này. Vâng. Quay thoải mái đi. Vâng. Em hay ra đây mà, nhưng mà chưa thấy nhà nào có những cái cột như này. Năm nào Tết rồi. Đây là hàng Tết đây. Tết mà chơi được cái hai cột này hai bên thì còn gì hơn cả bonsai. Làm rất là đẹp đấy. Vườn Lan Tân Phong. Tân Phong. Đây. Quá to, quá vĩ đại. Rất kinh khủng khiếp. Đây, con gửi cái bãi ra bãi bãi giấy báo này. Cái núi để bọc cây đấy. Chắc họ chuyển từ trong Nam ra. Đây, từ đâu đấy không rõ. Đây, những cái cột như này. Mình không xem họ bọc như kiểu gì nhưng mà đến đây đã thấy gỡ hết ra rồi. Tài trầu nhìn cái rễ rất kinh. Có chim luôn. Đấy. Hàng trăm gốc với anh nhỉ? Hàng trăm gốc ấy nhỉ? Đây là 70 mấy gốc, còn 80 gốc. 80 gốc. 9 à. Đây, các đại gia là ra mà lấy. Chơi ngay đỉnh cao. Đấy.
Trong kia rất nhiều loại lan khác, nhưng mà thấy cái mấy cái cột này nó vĩ đại quá nên mình quay. Mình chưa chơi lan bao giờ nhưng mà nhìn thấy anh thích, nhìn là biết được giá trị. Rất nhiều các loại lan khác ở trong kia. Được treo này đây. Ok, bạn nào thích thì ra lấy nha.